Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhân sự cấp cao sẽ được sắp xếp như thế nào? Ngày 13 tháng 5, BBC Tiếng Việt bình luận, Trung ương đảng sắp họp bố trí nhân sự cho tứ trụ. BBC phát hiện lịch làm việc mới được cập nhật của một số ủy viên Trung ương đảng, cho thấy những người này sẽ đi họp Trung ương từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội. Cuộc họp này có thể liên quan đến vấn đề nhân sự cấp cao của Việt Nam. Theo đó, trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang, BBC nhận thấy ông Nghiêm Xuân Thành, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, có lịch đi công tác tại Hà Nội trong những ngày này. Và đây là hình lịch làm việc của bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, Nghiêm Xuân Thành. Lịch làm việc của ông Lê Trường Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đăng trên cổng thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cho biết ông sẽ họp ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 18 tháng 5 lịch làm việc của một số ủy viên khác cũng có nội dung tương tự như vậy bbc nhận xét quy trình bầu chọn nhân sự cấp cao của việt nam là đảng chọn trước rồi mới đến quốc hội bầu chọn với quy trình như vậy cơ bản một khi đảng đã quyết thì mọi chuyện coi như xong điều đáng nói là các cuộc họp của đảng để đưa ra những quyết định trọng đại với đất nước nói trên đều không được thông báo công khai bbc cho rằng hiện nay chỉ có bà trương thị mai và ông tô lâm là hai người đủ tiêu chuẩn và được coi là phù hợp nhất cho các vị trí chủ tịch quốc hội và chủ tịch nước. Và đây là hình bài trên BBC. Nếu có trường hợp ngoại lệ, thì cơ hội vào tứ trụ sẽ rộng cửa hơn cho nhiều người khác, trong đó có ông Trần Thanh Mẫn, phó chủ tịch thường trực quốc hội, người đang được phân công điều hành hoạt động của quốc hội sau khi ông Huệ bị miễn nhiệm. BBC dẫn nhận định của một số nhà quan sát cho rằng, ông Tô Lâm sẽ ưu tiên ghế tổng bí thư hơn vì Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội đều không có nhiều thực quyền, nhất là khi quyền lực của Tổng trọng lớn ác. Tuy nhiên, BBC dẫn đánh giá của giáo sư Thầy Giờ, một nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu nay cho rằng, tham vọng trở thành Tổng bí thư của ông Tô Lâm không thuận lợi, vì nhiều người ở Trung ương không thích ông do ông có quyền lực quá lớn. Theo điều lệ đảng, đảng viên phải phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của đảng. Vì vậy, nếu ban chấp hành Trung ương quyết định chọn ông Tô Lâm cho chức vụ chủ tịch nước thì ông phải phục tùng. Và đây là hình đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, người có tiếng nói quyết định vấn đề nhân sự. Việc ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước cũng giống ông có cơ hội cao hơn để kéo dài sự nghiệp chính trị của mình vào đại hội đảng 14 khi ông đã quá 65 tuổi. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát dấu tên từ Hà Nội cho hay, trong lịch sử chưa từng có trường hợp Bộ trưởng Bộ Công an lên thẳng vị trí tổng bí thư vì vậy, nếu ông Tô Lâm muốn lên chức vụ này, ông phải vào tứ trụ hoặc thường trực ban bí thư trước, rồi sau đó cũng cố quyền lực để trở thành trường hợp đặc biệt vào chiếc ghế tổng bí thư. Với trường hợp của Trần Thanh Mẫn, giáo sư Thayer cho rằng, ông Mẫn có thể là giải pháp tạm thời cho ghế chủ tịch quốc hội để chờ đến đại hội 14. BBC cho biết, ông Mẫn là một trong hai ủy viên bộ chính trị hiếm hoi từ miền Nam. Ông Mẫn sinh năm 1962, quê ở Hậu Giang, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. BBC bình luận với nhân sự hội đủ tiêu chuẩn quá ít ỏi như hiện nay, một số ủy viên Bộ Chính trị là Phan Văn Giang, Lương Cường, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú cũng được đánh giá là có khả năng vào tứ trụ hoặc là thường trực ban bí thư thay thế bà Trương Thị Mai nếu bà nhận vị trí khác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin nhân sự cấp cao sẽ được sắp xếp như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Xuân Cầu và Đế chế Gia tộc Họ Tô Ngày 12 tháng 5, Báo tiếng Dân đăng bài tập đoàn Xuân Cầu và các đại dự án hàng chục ngàn tỷ của tác giả Hồng Ngọc. Tác giả cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Xuân Cầu, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu, BRGO Xuân Cầu, được thành lập ngày 28 tháng 4 năm 2000. Chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là người đại diện pháp luật của công ty là ông Tô Dũng, sinh năm 1962, một đại gia khá kính tiếng. Theo tác giả, Xuân Cầu là tên một ngôi làng cổ thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nằm sát con sông Đào Bắc Hưng Hải, là nơi chôn nhau các rốn của anh em nhà họ Tô. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Công ty Xuân Cậu hay Xuân Cậu Holding có địa chỉ tại phường Trưng Dương, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, vốn điều lệ là 2.150 tỷ đồng. Ban đầu Xuân Cậu Holding chuyên phân phối dòng xe Biagio của Ý ở Việt Nam, sau chuyển sang hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản tác giả điểm sơ qua các dự án mà Xuân Cầu Holding đã đầu tư như sau. Khu biệt thự và du lịch sinh thái Hòa Sơn, Green Vision có tổng quỹ đất dự án hơn 180 ha với tổng mức đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Khu đô thị sinh thái Văn Giang, Hưng Yên, với tổng diện tích gần 200 ha vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng. Khu biệt thự nghỉ dưỡng xanh Villas ở Thạch Thất, Hà Nội, có tổng diện tích gần 50 ha vốn đầu tư là 1.500 tỷ đồng Ngân hàng Vietcombank và PIDV rót vốn. Khu biệt thự sinh thái Yên Bình, San Villas 2, tại Thạch Thất, Hà Nội, có diện tích hơn 6 hecta, gồm 40 biệt thự cao cấp, mỗi biệt thự có diện tích 1.000m2. Khu du lịch Kim Boy có diện tích 30 hecta, gồm khách sạn cao 15 tầng và khu nhà phố thương mại tại huyện Kim Boy, tỉnh Hòa Bình. Dự án khu phi thuế Quang Logistics và công nghiệp Lạch huyện Hải Phòng, diện tích 742 hectare, vốn đầu tư khủng 11.000 tỷ đồng. Và đây là hình ông Tô Dũng. Dự án khu đô thị sinh thái Diêm Vân tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, diện tích 130 ha, vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Dự án khu đô thị thương mại và nhà ở sông Bùi mới được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chấp thuận ngày 2 tháng 5 vừa qua. Dự án này do Xuân Cầu Holding liên danh với Cityland tổng đầu tư 5.000 tỷ trên diện tích 60 hectare. Ngoài ra, Xuân Cầu Holding còn sở hữu tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Xuân Phú Hưng, khu resort Xuân Phú Hải, maker Cát Bà, MB Resort Phú Quốc, Gành Đá Đĩa Phú Yên, Sân Góp Phượng Hoàng Phú Yên. Tác giả cũng cho biết Xuân Cầu còn nhảy vào lĩnh vực năng lượng với các dự án về năng lượng tái tạo như nhà máy điện mặt trời Tây Ninh, vốn đầu tư là 9.000 tỷ đồng trên diện tích 504 hectare. Nhà máy điện mặt trời dầu tiếng 5,1% dầu tiến 5.1 và dầu tiến 5.2 cũng tại Tây Ninh, diện tích 322 ha, vốn đầu tư 7.120 tỷ. Nhà máy điện gió số 7 tại Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, diện tích 3.000 ha, vốn đầu tư 5.700 tỷ. Nhà máy gió ngoài khơi đảo Cồn Cỏ, công suất 1.000 MW tại huyện Do Linh, Quảng Trị. Dự án điện gió Gia Gàn, tỉnh Bình Thuận. Dự án này hợp tác với các tập đoàn nổi tiếng của Đan Mạch là CIP và COP có tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 10,5 tỷ đô la. Và đây là hình làng Cổ Xuân Cầu, nơi xuất thân của gia tộc họ Tô. Tác giả bật mí về Xuân Cầu, theo đó Tô Dũng, ông chủ của Xuân Cầu, chính là em trai của ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 đến nay. Các thành viên khác trong hội đồng quản trị Xuân Cầu gồm có Tô Thị Thu Hiền sinh năm 1963, là em gái của Tô Lâm. Tô Duy sinh năm 1992 là con trai của Tô Dũng. Tô Hồ Thu sinh năm 1996 là con gái Tô Dũng. Vợ ông Tô Dũng là bà Hồ Sông Hồng, con gái ông Hồ Cơ. Ông Hồ Cơ quê Quảng Ngãi, tập kết ra Bắc năm 1954, từng giữ chức phó giám đốc nhà xuất bản giáo dục. Ông cũng là thầy giáo của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tác giả cho biết thêm, tập đoàn Xuân Cầu không những thâu tóm bất động sản mà còn trúng thầu, được chỉ định thầu các đại dự án có vốn đầu tư từ ngân sách lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Đặc biệt hơn, chưa bao giờ kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ hay các cơ quan điều tra nào dám nhắc đến cái tên Xuân Cầu trong các báo cáo hoặc biểu tên trên truyền thông của đảng. Nhiều cái bút sừng sỏ, các KOL trên mạng xã hội từng chỉ trích đích danh ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Bộ trưởng về vấn đề nọ kia, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ dám đụng đến Tô Dũng, và đế chế Xuân Cầu Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Xuân Cầu và đế chế gia tộc họ Tô. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.